Con này nhìn thấy chả phải đào nữa nhỉ, cứ thế nó sạch. Chả chạy rồi. Ôi giời ơi, chương trình nó chạy nhanh lắm, không ở nhà đâu. Mẹ thương nhá, đi xe vẫn nhiều thôi. Số đi mà vào. Chịu. Im ầm nhỉ anh. Mình dắt nhóc cái vào số thật.